Chào các bạn đến với kênh Đại Vlog 369 ha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn là món ăn đó là cơm gà Hải Nam các bạn. Để mời các bạn theo chân mình vào bếp để thực hiện món ăn ha. Thì để thực hiện được cái món ăn này thì đây mình sử dụng một con gà các bạn. Này con gà tre ha. Để nguyên liệu của nó là đây là ớt với tỏi băm ha. Gừng, bột nghệ, hành hành tây ha, với hành tím, với củ cải trắng. Đây là củ cải trắng, củ cải đỏ, hành lá, của trái su hào ha. Mấy cái phần này là lát mình để mình nấu súp nữa các bạn. Rồi cái phần hành tím với củ hành trắng với củ cải này giờ mình nướng lên nha các bạn. Nướng cho nó hơi cháy lên một chút ha. Nguyên liệu này trước khi nướng các bạn rửa sạch ha, lát mình nướng xong rồi cái mình rửa sơ là rửa nhanh là thôi chứ mình rửa lâu quá nó sẽ mất ngọt nha các bạn. Cái hành tím này mình nướng mình nghe cái mùi thơm là được các bạn. Như hành mình nướng vậy là được các bạn. Giờ mình chỉ gọt sơ những cái đen đen này ra cái mình rửa sơ con cái thôi ha, rửa sơ con cái thôi là mình đem cho nấu nha các bạn. Cái gừng này mình cũng nướng luôn nha các bạn. Cái gừng này mình cũng nướng cho nó cháy xém luôn ha. Cái hành tây này mình xắt ra làm bốn nha các bạn. Rồi mình cho nó vô cái túi vải luôn ha. Cái gừng mình xắt lát nha các bạn. Cái này mình cũng sắc ra làm bốn luôn. Cái phần hành tím này các bạn chỉ đập cho nó hơi dập dập ra ha. Rồi mấy cái tất cả nguyên liệu này mình cho nó vào cái túi vải hết nha các bạn. Này mình chỉ lấy mình nấu để mà lấy thịt ngọt thôi nha các bạn. Mình cho nó vào nồi luôn. Rồi mình cho con gà vô luôn nha các bạn. Rồi mình cho vô đây nước lọc nha các bạn. Cho vô cho nó vừa ngập con gà ha. Cho nó nước ngập con gà mình nấu rồi con gà nó không đen nha các bạn. Không bị đen da ha. Thì trong khi mình chờ đợi cái con gà nó chín các bạn, giờ mình xào cái gạo ha. Đây thì mình sẽ sử dụng là 1,5 lon gạo nha các bạn, 1,5 lon gạo cho 4 phần ăn ha. Rồi mình sẽ xào nó bằng cái mỡ gà các bạn. Đây là mình nấu cái này các bạn, nấu được với cái con gà máy dầu thì cái mỡ nó nhiều các bạn. Còn đây mình gà này nó gà tre là cái mỡ nó ít, cho nên mình sẽ cho thêm vào đây một ít dầu hào các bạn, có dầu mè nha các bạn. Cho gạo vô làm sao đó nha các bạn. Gạo làm sao thì cũng được các bạn, mình tắt lửa nha. Tắt lửa mình cho nó vô nồi nha.
sôi qua đây. Dạ, mình cho vô đây một ít gia vị ha. Cho vô đây là 2 muỗng bột ngọt nha các bạn. 2 muỗng cà phê bột ngọt ha. 2 muỗng hạt nêm gà nha các bạn. 2 muỗng cà phê hạt nêm gà ha. Nửa muỗng cà phê muối nữa mà. Rồi cho một ít nước mắm luôn. Một muỗng canh nước mắm ha. Nửa muỗng cà phê bột nghệ các bạn. Con gà vậy nó cũng chín rồi nè các bạn ơi. Giờ mình tắt lửa mình vớt cái con gà ra ha. Cái phần nước giải này nè, nãy mình để vô rồi các bạn. Giờ mình cũng lấy ra mình bỏ cho mình không sử dụng tới nó luôn nha các bạn. Cái phần cái gạo nãy mình xào rồi, cái mình cho nó vô nồi cơm rồi nè các bạn. Giờ mình cho nước vô đây ha. Mình lấy nước dùng gà rồi mình cho vô đây luôn ha. Rồi cái phần nước dùng gà còn lại giờ mình bắt sôi lên cái mình nấu lại cái nước sức nha các bạn. Trong khi chờ đợi mình nấu cái nồi nước súp các bạn, giờ mình làm nước chấm các bạn. Rồi mình cho vào đây là 2 muỗng đường ha. Ở đây mình sẽ không dùng nước sôi các bạn, mình sẽ dùng nước dùng gà, mình sẽ sử dụng cái nước dùng gà để mà mình pha nước chấm luôn nha các bạn. Rồi cái tỏi băm với ớt băm của mình cho vào đây luôn ha. Rồi nước cốt chanh các bạn, mình lấy nước cốt chanh để cho ha. Đây là ba muỗng canh nước mắm nha các bạn. Rồi đây là cái nước chấm mình đây, có hấp dẫn không? Rồi cái phần nước này cũng sôi qua đây, mình cho cái rau củ vô luôn ha. Cái nồi nước súp mình vậy cũng được thì các bạn. Rồi các bạn chỉ nêm nếm là cho nó vừa ăn thôi ha. Rồi cái hành lá mình cho cái hành lá vô luôn ha. Rồi tiêu sai ha. Rồi cho ít tiêu sai nữa. Rồi mình tắt lửa nha các bạn. Rồi nồi cơm của mình giờ cũng chín rồi nè các bạn ơi. Giờ mình chỉ việc là bớt ra dĩa ha. Rồi đây là một dĩa cơm gà Hải Nam nha các bạn. Mình vừa thực hiện xong ha. Các bạn thấy hấp dẫn không? Rồi clip cũng dài các bạn ơi, mình cũng xin dừng clip đây ha. Bạn nào thấy hay hãy cho mình một like, chia sẻ ha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Nhấn vào cái chuông để nhận được cái thông báo sớm nhất luôn ha. Rồi bye bye các bạn luôn nha.